Hôm nay mình sẽ cho mấy bạn thấy thế nào là bờ lầu sinh tồn. Và hôm nay mình đang gọi là khỏi làng sinh tố để đi sinh tồn và đi mai đó. Ok, cần lắm một cái kiếm. Ok, rồi xong, đi, go. Ok, lấy gỗ nè, bây giờ nãy giờ là mình có được 20 cục gỗ phải không? Bây giờ mình sẽ làm một cái cúp để mình đào xuống đất. Ây, cái cúp, làm một cái cúp đi. Ok. Một cái cúp này mình sẽ đào đá để có thể làm một cái rìu đá. Ok. Ngon lành. Hình như là sắp băng qua khu rừng rồi nè. Mình thấy có ánh sáng. Đúng vậy. Được rồi, qua được khu rừng này là ngon rồi nè. Có ngựa luôn sao? Mình cần đi tìm một bộ giáp. Đúng rồi, hợp lý. Mình đi tìm một bộ giáp nhưng mà ở đây chả có hang. Ở đây không có hang gì cả. Phải kia tìm một cái hang thôi. Đây rồi. Bộ giáp tuyệt vời. Ấy chà chà. Một coi làng. Có cả Iron Golem sao? Đông thế nhờ. Hai. Được rồi, bây giờ tầm 10 con Golem sao? Được, bây giờ mình sẽ giết để lấy sắt. Chết đi. Thôi, coi như là đêm nay cái làng này sẽ bị zombie tấn công thoải mái thôi. Còn tôi hả? Bây giờ tôi về làng sinh tố đây, ai mà rảnh đâu chơi nữa. Mục đích của mình hôm nay không phải là speedrun các bạn à. Hôm nay mục đích của tôi là sẽ đi đến những ngôi làng này, phá để cho những con zombie mới nè. Đó, mấy con zombie mới được update, nó xuất hiện và nó tấn công chân dân làng, biến thành zombie hết luôn. Thật là cái gì? Về tính nơi rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, tính ra tôi định đi gọi là tôi giết hết, tôi định trên đời này tôi sẽ giết hết tất cả các Iron Golem để sau này mấy bạn, để cho mấy ông dân làng ổng bớt láo cá đi. Bữa tôi gặp ông kia ông láo quá, xong tôi phải giết mấy ông dân làng, mấy Iron Golem mới bắt dân làng á. Ok, thôi được rồi, bây giờ nãy có đống sắt hả, để bây giờ Iron Golem nè, cái con mập địch đến tối ngày nó cứ đánh người ta, đánh tôi, bữa nó đánh tôi làm cho tôi tức nè, rồi nó kêu mấy ông dân làng á. Thôi nè, hôm bữa tôi đã đào sắt của nó phải không, giục hết luôn rồi đó, cho nó gọi là quăng luôn, tôi không thèm quan tâm nó luôn. Nói chung là uổng công đi speedrun đi này kia, cầm súng ra bắn nó chết queo rồi. Thôi được rồi, lên nhà nghỉ ngơi coi, ai mà rảnh đâu chứ speedrun. Mày nói cái gì? Tôi đánh con Iron Golem cho chết hết luôn, không còn một con nào trên thế giới luôn. Chúc các bạn ngủ ngon. Công nhận ngủ một phát sướng cái nư thiệt. Đã quá, hôm qua đi sinh tồn về hả, ta nói nó mệt lá người luôn. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà, thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. What, cái gì vậy, cơ thể của mình bị cái gì vậy mấy bạn? Trời heo, cái gì vậy, sao bây giờ cơ thể của tôi nó y chang Iron Golem rồi? What the hell? Xin chào. Tiếng ai vậy? Ngươi là ai? Ngươi không biết ta à? Ta là đám Iron Golem mà hôm qua ngươi giết nè. Cái gì? Bây giờ ta nguyền rủa ngươi sẽ phải biến thành một ngày trở thành Iron Golem như ta và biết thế nào gọi là sự đau đớn. Là sao? Ngươi làm cái gì ngươi biết ta? Trả lại cơ thể cho ta nhanh lên. Sao cái tay của mình, cái tay của mình bây giờ nó như y chang Iron Golem luôn rồi nè. Đương nhiên là y chang rồi. Chúc ngươi một ngày may mắn nha. Không. What the hell? Bây giờ mình đã trở thành Iron Golem sao? Có chuyện gì vậy trời? Bây giờ phải chạy qua mình nói Hà Chi mới được. Trời ơi, mọi người ơi giúp tôi với, bây giờ tôi thành Iron Golem rồi. Hà Chi nằm cơ mình vậy. Quái vật. Quái vật. Không phải tôi, Hà Chi đứng lại đi Hà Chi. Quái vật. Ê, mày xí mày đứng yên chỗ đó cho tao, từ từ xí. Dạ, không phải, tôi không phải quái vật mà. Tôi là sầu riêng nè Hà Chi. Rồi, giúp mới được rồi. No, không phải. Lấy sắt, đem vô này bán cũng ok nha. Trời ơi, cầu luôn á, chị tưởng mình là Iron Golem nên lấy sắt của mình. Dừng lại đi ha chị ơi, tôi sầu riêng á chị ơi. Cái này phải cho anh Bảo vô đây giết con này cắm mới được. Con này quậy trong làng quá, đéo lại nó bèo bên này kia chứ. Chạy. Ha chị kìa, ha chị không có nhận ra mình rồi. Thôi mình phải bỏ chạy làng ra đi thôi. Trời ơi, kiểu này là... Nó đâu mà chạy. Trời ơi, gì đáng ghét thật chứ.
mấy con quỷ Iron Golem nó nguyền rủa mình thành con này. Trời ơi, bây giờ mình trở thành một con Iron Golem thật luôn rồi. À, quỷ Golem nó biến tao mất tiêu rồi, tao kể cho nhà nghỉ. Rồi, ủa, có tiếng gì tiếng nhà mình ta? Rồi, gì đây? Ê, ê, Jimmy, Jimmy. Rồi, cái bọn này, ư ơi. Hay, trời ơi, cứu tôi ơi. Tiếng gì vậy? Jimmy này, trời, mọi người trong lề đâu trơn rồi. Ê, tiếng của hai chị, tiếng gì vậy ta? Ui, mọi người trong lề ơi, cứu, cứu, cứu. Như hai chị đang bị Jimmy tấn công. Jimmy một đống luôn. What the hell được rồi. Iron Golem. Mày cứu tôi ơi. Bọn nó như đang bị đập. Ôi, chết hết rồi. Ồ, còn nè. Mày. Có sao không hả chị? Hai chị ơi. Rồi, ai có làm kia. Mày, ơi, mày qua mày bảo vệ dân làng đi. Qua người ta chi nữa. Ôi, hình như là Hai Chi bắt đầu là hết ghét mình rồi kìa. Ồ, hả, mình hiểu rồi. Thì là đây là cái chức năng bảo vệ của con Iron Golem. Vậy là chỉ cần mà có người cần giúp là Iron Golem nó sẽ bay lại nó giúp. Hay, như vậy cũng được, mình nói giúp cho Hai Chi đừng có nghi ngờ mình á. Hay, được rồi, thôi nói chung là mình sẽ ở đây mình bảo vệ làng sinh tố cũng được. Iron Golem sẽ bảo vệ dân làng, còn mình thì sẽ bảo vệ làng sinh tố. Được rồi, đứng đây đợi có cái gì thì mình bảo vệ. Hay, trời chán quá, không ai nhận ra mình hết trơn ấy. Sao quen á, Giọng ai vậy? Ủa, giọng Hai Chi? Hai Chi kêu mình hả? Ủa? Hai Chi đang đi đâu vậy? Sao ơi, có nhà không vậy? Sao quen ơi? Đi mai nè, đi mai sinh tồn nè. Hai Chi đi qua nhà mình. Trời ơi, mình đây nè, Hai Chi ơi. Hai Chi. Trời ơi, ủa, anh em không có nhà ta. Trời ơi, chắc con đi đâu chơi rồi. Tôi đứng ở đây nè, Hai Chi. Ờ, ở con cua lèo này, ơi, đi bắt bè lèo nha. Hai Chi, đéo ta, sầu huyên không có nhà vậy. Hai Chi ơi. Ôi. Hai Chi, tôi nè. Để chứ sầu huyên không có nhà giờ đi đâu chơi ta. Chắc đi bận đi mai quá. Here we go. Hai Chi. Vậy, cái con cua lầm này, mày làm gì vậy? Đi theo tao chơi, đi bắt bè lèo đi. Ây, Hai Chi vẫn chưa nhận ra mình gì trời. Kỳ cục vậy ta. À. Trời, đứng lại đây đi ơi. Con quỷ ai gần đô lem để đi theo mình hoài ta. Ở trời, chán vậy. Ê, tao đâu phải bạn mày đâu mà mày đi theo tao vậy. Tôi là bạn ông mà. Nó lắc đầu kìa. Ủa mày lai. Ủa mày hiểu tao nói gì vậy? Ủa nó chỉ đâu? Nó chỉ bên qua phía nè. Bên đây nè. Nhà màu xanh hả? Nhà màu xanh hả? Đúng rồi, nhà màu xanh á. Nó biết gật đầu luôn. Ừ. Ủa mày, tôi là bạn ông nè, Chi ơi. Mình gọi nên. Nhưng mà tại sao có cố lầm này nó lại chỉ quay. Ô mày, mày là bé của sầu riêng phải không? Trời ơi, Hai Chi ơi, tôi là sầu riêng chứ không phải con bé. Trời ơi, Hai Chi. Hai Chi ơi, tôi sầu riêng. Sầu riêng hả? Nhà này nè. Nhà này nè, Hai Chi. Không lẽ con này là. Mày là cái con được sầu riêng biến thành phải không? Ê, đúng rồi. Thôi nó sai phải không ta? Đúng rồi. Đừng có đi lạ nữa, đúng rồi. Gật đầu đi ba ơi. Gật đầu nè. À, hiểu rồi. Thì ra là này là người máy. Ông sầu riêng mua ta. Hay là sầu riêng ta? Hay là tôi sầu riêng, tôi sầu riêng nè, Chi ơi, tin tôi đi. Sầu riêng. À, là sầu riêng bị biến thành phải không? Đúng rồi. Ồ. À, thì ra là thì ra đây là ông sầu riêng hả? À. Ê, cái gì vậy? Nhưng mà xin tí cái tay đi. Ê, tại ông đây là con làm cho xin cái tay cái đi. Cái gì ông nội ơi, trời ơi. Cái tay thì bán mấy sắc bồn cũng đã mà cũng được hai cá thì nó đang nghèo quá sầu riêng. Điên hả, thôi đừng. Dẹp. Ôi, không chơi Hai Chi nữa, đi về. À, giỡn cái giỡn á. Thôi, giờ, ủa giờ làm cách nào biết ông lại bình thường ta? Ý ông biết là bình thường mà mình cần chi gì chắc vậy? Không có biết Hai Chi ơi. Trời ơi, tôi không có biết. Nó bị gì vậy? Không biết là bình thường không? Ủa sao bắt đầu không biết hả? Không biết. Ủa kỳ vậy? Tự nhiên biết là con đó xong không biết biết lại là sao không? Tôi trời ơi, có muốn biết đâu cho nội, tức thiệt chứ. Ai sao đây? Đầu chẳng hiểu gì hết. Đúng rồi, Hai Chi hồi đó là biết thuốc này kia nè. Bây giờ nè, vô đây nè Hai Chi ơi. Đây nè. Gì dạ? Đây nè. Đây là gì? Ủa muốn lấy sắt. À muốn ăn sắt phải không? Đây tôi lấy. Trời ơi, Cha Chi không phải. Đây nè, phòng thí nghiệm. Mày chạy xuống đất. Rồi, chỗ này không có ăn được. Nè, cho ông cục sắt này ăn đi. Không phải. Phòng thí nghiệm. À có cái tài ai làm dụng phòng thí nghiệm này nói chuyện với ông ta. Ừ, trời nha. Ơi, phải như vậy chứ. Chui vô. Được, hay lắm Hai Chi à. Bấm nút nói chuyện đi, là tôi không nói chuyện được à.
đi fan. Nhưng mà mấy đợt trước ổng cho anh mình, nhưng mà nhân cơ hội ổng biết anh cô lầm chẳng tiền cho anh ổng luôn. Ê, ê, đừng nói như vậy chứ. Trời ơi, chuyện gì cũng qua rồi mà. Bỏ đi. Giờ có nào biết ổng anh, Quy trái sầu riêng không ta? Trời ơi, chị ông đừng có ác gì mà tôi với ông từng là chí cốt. Chị, nói chuyện bật nói chuyện lên đi, tôi chửi ông nè. Lên. Đầu để mở tới cái nói chuyện coi coi ông nói cái gì. Nếu như ông nói xấu mình thì mình sẽ cho ông biết anh con lợn. Không nói xấu đâu. Gạt chân. Hai chị ơi. Rồi, được chưa ta? Hai chị ơi, nghe tôi không? Ô, nghe nhưng mà giọng sao giống con gái của ta, từ từ chỉnh lại. Ê, hai chị. Đâu? Hai chị ơi, nghe không? Đâu, nghe nè, giọng con đàn bà là đúng rồi nè. Ôi trời ơi, hai chị, cứu tôi. Đâu vậy? Ủa, anh tôi biến thành mà. Không phải, tôi bị con ai định golem đó. Nó nguyền rủa tôi biến thành con ai định golem á. Mày rủa lại vậy? Bây giờ ông giúp cho tôi trở lại người bình thường đi. Trời ơi, tôi không muốn sống trong bộ dạng này đâu. À, cách nào ta? Mình đâu biết cách đâu. Nhưng mà thôi từ từ. Nếu như ông muốn tôi biến ông lại mình bình thường phải không? Ừ. Được thôi. Ông phải làm cho tôi một thứ tôi mới biến ông lại mình bình thường. Thứ gì vậy? Thứ nhất tôi ra tôi xíu cái nhà ông lại, cái từ giờ nhà ông nhìn nhà tôi. Ơ kìa. Cái thứ hai khi tôi biết ông là người là ông phải mặc váy đi vòng vòng trong làng chơi. Trời ơi, khó vậy cha. Thôi chịu luôn. Làm. Ơi. Làm không? Làm. Trời ơi, ông ác cái tôi quá. À, mọi thứ nó được ghi âm. Giờ thì thôi, đồng yên trong đó thì ta đi kiếm cách. Trời ơi, thôi. Ây, trong đây nha, ít nhất cũng mất khoảng 7 ngày sau tôi mới kiếm được thuốc nha. Cái gì vậy cha? 24 giờ sau là tôi bị biến thành Aiden Golem vĩnh viễn rồi. Này biết đâu, có biết thuốc giải đâu, từ từ phải mò chứ ông ơi. Nhanh lên. Ok, ê thôi, ở dưới đây cũng có thuốc mà. Trời ơi, hai chị ơi, ông mò, ông ghê. Tức công việc đó chứ hai chị. Trời ơi, gà gãy rồi kìa, trời sáng rồi kìa hai chị ơi. Lẹ. À, xong rồi, đây. Thầy, tức công việc chứ. Ui dạ. Rồi. Ủa, trở lại người bình thường rồi nè. Hai chị ơi. Ê, từ, ê, anh kêu ông chui vô bên trong đó, ông chui vô bên trong đó. Ủa gì vậy? Biết người bình thường mà, chui nữa. Ủa, trời vậy? Sao? Có vụ gì? À, ông chui vô lại, hình như tôi thiếu thuốc này á. What the hell? Ê, thôi, bỏ đi, thôi, ông giỡn nghe, thôi. Tôi đi về nghe, cảm ơn nhiều nghe trời. Ai, nhà ông giờ nhà tôi nha, tôi qua tôi lấy. Ôi, nhà giờ tôi ở đâu mà? Ở trường, nó chuồng gà, qua chuồng gà ông, tôi gà nè. Ok, ai, trời ơi bạn ơi. Ơi coi như đợt này xui đi. Ok, thì thôi video này cũng kết thúc rồi. Thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình nút like, nút share, nút subscribe. Ai mua dây chai không? Có nhà, cái căn nhà mấy dây chai được mà. Trời ơi, nhà của tôi. Thôi, mai mốt mình sẽ không đánh những con Iron Golem này nữa đâu. Ơi, bọn chúng thật là nguy hiểm. Thôi, bye bye các bạn nghe. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.